Xin chào bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn con bot chôn spider Androp bot nhện. Đây thì bạn đây vào kênh này sẽ dẫn bạn đến một cái Telegram bot này. Đây, đây là trang web của nó này. Đây bạn sẽ nhận được 60 TRX khi hoàn thành các nhiệm vụ này và 10 TRX trong một lần giới thiệu này. Đó, bây giờ TRX đứng top 20 trong bảng xếp hạng con Minecraft rồi, đúng rồi. Đây thì bạn ấn vào continue. Nó sẽ bắt bạn xác nhận captcha. Xác nhận captcha xong thì nó sẽ ra một cái nick nhiệm vụ này. Bạn nào thôi. Đây là join hai cái Telegram này, hai cái group Telegram. Đó, bạn join vào đây. Rồi bạn follow Twitter và like và duyệt lại cái bài bài ghi ở trên bài bot the game này. Đó thì đây. Đây, bạn like bài này, bạn follow này, bạn like bài này và bạn đây, duyệt lại cái bài này cho nó. Đó. Rồi bạn đây, subscribe YouTube, kênh YouTube của nó đây. Đấy, bạn subscribe đăng ký vào này, kênh này. Rồi bạn đây, join một cái group trên Telegram nữa. Đây, tiếp tục là một cái Twitter này nữa. Cũng follow, like và Twitter lại. Đây, này. Bạn follow, like và share lại cái bài game này. Đó, sau đó bạn đây submit detect hiện này. Ở đây nó bảo bạn join hai cái Telegram này thì bạn xong thì bạn ấn project cách các bạn đây follow cái Twitter là và like và request lại cái bài đấy thì bạn điền tên của bạn tên Twitter của bạn vào đây. Xong là channel này thì bạn subscribe xong bạn điền cái channel của bạn vào. Đây bạn vào cái kênh của bạn này. Đấy bạn lấy cái đường link channel của bạn, bạn dán vào đấy là được. Dán vào đây là được. Sau đó bạn điền cái địa chỉ ví chôn của bạn vào đây. Đó. Sau đó đây, cái này là xong nó hiện ra join cái Telegram với lại join Twitter này tất cả là hoàn thành rồi, bạn ấn đăng là xong. Đây là link giới thiệu của bạn. Bạn đi giới thiệu thì bạn nhận được thêm 10 TRX cho một người bạn giới thiệu được. Đây mình đã có là 60 TRX và đây, không rep. Cái này hình như là trả thưởng ngày 30 tháng 9 thì phải. Các đọc đâu nó trả thưởng cho các bạn vào ngày 30 tháng 9 này. Đấy, vậy nó hoàn thành rồi, đợi nó trả thưởng thôi. Cảm ơn các bạn.